Hello cả nhà. Cả nhà ơi, video này sẽ dành cho những người có làn da nhạy cảm hay bị mẩn đỏ giống như Trang. Và mọi người hãy xem hết video để xem Trang sẽ dùng những cái sản phẩm gì để make up mọi người nhá. Đầu tiên thì Trang sẽ phải thoa cái son dưỡng môi. Và em này có tên là son dưỡng gạo của nhà Cỏ Mềm. Em này có tác dụng giảm thâm môi, dưỡng ẩm cao. Thậm chí nó còn hợp cho cả mẹ bầu và trẻ sơ sinh cơ, chứng tỏ là nó rất là lành và 100% là làm từ thiên nhiên mọi người ạ. Và bây giờ thì đến phần nền thì Trang sẽ dùng một cái em foundation của nhà X. Em này thì nó ghi luôn ở cái bao bì sản phẩm luôn là nó sẽ dành cho những cái người mà bị mụn đỏ hoặc là da bị mẩn đỏ. Thì khi mà mọi người thấy là Trang apply cái kem nền này lên một cái thì cái da mặt của Trang nó được đều màu hơn rất là nhiều và nó đã mờ đi những cái phần da mà nó bị ửng đỏ. Đấy, mọi người thấy không? Sự khác biệt giữa hai bên nhìn thấy rõ luôn ý. Nên là Trang cảm thấy khá là ưng với cái kem nền này luôn. Nên là da bạn nào mà bị nhạy cảm hay bị mẩn đỏ hay là bị mụn đỏ thì mọi người hãy lựa chọn cái em kem nền này mọi người nhé. Và thường thì da của Trang nhạy cảm nên là Trang sẽ hay dùng cái kem tạo khối này lắm ý. Hình như ở cái video nào gần đây thì Trang cũng dùng cái kem tạo khối này, bởi vì thứ nhất là dạo này mặt thì khá là tròn và béo rồi nên là phải dùng để cảm giác cái gương mặt nó được thon gọn hơn. Thì những cái vị trí làm thì Trang vẫn làm như mọi khi thôi, đó là hai bên xương quai hàm, hai bên xương gò má và quanh viền tóc mọi người nhé. Phần sống mũi thì mọi người hãy khéo léo dùng cái ngón tay áp út ấy, và mọi người sẽ tạo thành hai cái đường sống mũi chạy song song và chúng ta sẽ có được một cái mũi cao hơn rất là nhiều. Sau đó thì mọi người lại tiếp tục dùng cái mút ẩm ban nãy tán kem nền thì chúng ta sẽ blend cái màu nâu này cho nó được tự nhiên và hòa đều trên gương mặt mọi người nhé. Vậy là xong rồi. Thời gian này thì Trang sẽ không phủ phấn, Trang sẽ để nguyên như vậy thôi, bởi vì nó khô cũng rất là nhanh, bởi vì da dạo này thì lại khô hơn. Và bây giờ thì Trang sẽ lướt nhanh đến cái phần lông mày. Lông mày ở đây thì Trang dùng một cái gel kẻ mày. Gel kẻ mày thì nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ bám được lâu hơn và nó là kem nên là tán cũng rất là dễ. Tóm lại là Trang dùng những cái sản phẩm dạng kem, gần như là ngày hôm nay Trang sẽ không phủ phấn mọi người ạ. Bây giờ sang phần đánh mắt một chút nhé. Phần đánh mắt thì Trang vừa bôi sáp mắt, bây giờ sẽ tận dụng cái phấn tạo khối của Clinique ban nãy Trang vừa giơ lên và Trang sẽ đánh hơi vát chéo, kiểu hơi xách lên một chút màu nâu toàn bộ phần bầu mắt đấy. Sau đó thì bây giờ lại đang lấy lại cái gel kẻ chân mày đấy và Trang đang vẽ đường kẻ line hơi xách nhẹ lên một chút để nó khác hơn với những cái video khác. Sau đó thì sẽ tô thật là đậm phần eyeliner. Và đây là cái má hồng màu đỏ, Trang lấy một tí để pha trộn với cái màu mắt để cho cái màu mắt nó được nổi hơn và nó ra được một cái gam màu lạ hơn. Vậy xong rồi đấy. Đây là cái kiểu đánh gần như gọi là tán mắt sách, nhưng mà rất là đơn giản thôi, để mọi người có thể dễ dàng làm, bởi vì những cái kiểu này thì chúng ta có thể ứng dụng được. Và tiếp tục, đây là cái kem highlight. Ban nãy thì Trang dùng đó là kem contour màu nâu đúng không? Bây giờ Trang sẽ dùng một cái kem highlight của BBA. Cái kem này lần trước thì Trang đã làm review rồi. Kem này rất là thích mọi người ạ, mọi người thấy không? Mình dùng ngón tay và mình sẽ cho vào những cái vị trí mà mình cần cho nó bóng loáng lên trên gương mặt. Sẽ rất là thích hợp với những cái cô nàng mà thích làn da kiểu căng bóng, kiểu ướt ướt như này. Thì Trang là một cái kiểu rất là fan trung thành của cái kiểu make up này mọi người ạ. Nên là đấy, mọi người thấy không? Trang chỉ thích nó kiểu trong trong như thôi, nó mọng mọng, cảm giác nó ẩm, chứ Trang không thích là có một lớp nền nó quá bị lì. Cộng với cái thời tiết thu đông bây giờ ấy, thì Trang muốn có một lớp nền ướt như này để cảm giác là trong da có nhiều độ ẩm hơn. Cái này Trang đang đánh vùng chữ T mọi người nhá. Vùng chữ T thì chắc mọi người cũng đã nhớ tất cả các vị trí rồi. Còn nếu mà không nhớ thì hãy nhìn các cái thao tác mà Trang làm ở các cái vị trí mà Trang đang đánh mọi người nhá.
Mọi người nhớ không là lúc đầu ấy, Trang dùng cái son dưỡng gạo của nhà cỏ mềm ấy. Cái này dùng mấy hôm rồi thì Trang cảm nhận là cái môi của Trang ấy nó rất là khô đấy. Và nếu như ai mà môi cũng khô thì mọi người hãy thử mua cái thỏi son dưỡng này đi. Cái thỏi son dưỡng này thì nó có cả màu, nhưng mà Trang chọn cái loại không có màu và có giá là 90k. Thì Trang dùng mấy hôm thì Trang cảm thấy khá là hài lòng. Cái độ ẩm nó giữ rất là lâu và nó còn có cái tác dụng là giảm thâm môi nữa. Nên là mọi người có thể mua nhá. Nếu mà tại vì sắp sang mùa đông thì cái son dưỡng nó cực kỳ là quan trọng luôn. Và phần mắt thì Trang đang tiếp tục bấm mi chuốt mascara. Còn ở đây là Trang đang dùng một cái chì màu nâu vừa phải thôi. Trang kẻ cho cái phần viền mắt dưới để cho nó kiểu sắc hơn một tí tí. Không dùng màu đen mà mình dùng màu nâu thì nó sẽ vẫn dịu hơn là so với màu đen mọi người nhé. Xong rồi bây giờ tạo một chút cái bóng mắt. Thì cái này là Trang đang dùng cái highlight của BBA vừa nãy đấy. Đó, Trang sẽ kiểu hơi cộm cộm cái mắt lên và để nó lên cái bọng mắt ở phần dưới. Và Trang chỉ việc đánh vào là xong thôi. Đây là bút kẻ eyeliner của Eclipse. Và đây là màu nâu. Trang sẽ tô lại cái đường kẻ mà Trang dùng cái gel kẻ máy ban nãy, thì Trang tô lại cho nó sắc nét hơn. Bình thường thì mọi người có hay dùng nước hoa khô hay không? Đây là sản phẩm nước hoa khô của nhà cỏ mềm và có tên là Dạ Xuân Trà. Cái này thì nó vô cùng lành tính nên là da nhạy cảm như Trang cho sẵn sàng dùng cái em này rất là nhiều. Vì thậm chí nó còn dùng được cho cả mẹ bầu hay là mẹ bỉm sữa cơ. Đôi khi mình dùng cái sản phẩm này, thứ nhất là mình cảm thấy yên tâm cho cái làn da, và thứ hai là nó có được một cái mùi thơm nó rất là dịu, nhẹ, ngọt ngào, và nó làm cho mình có cảm giác là nó sạch sẽ. Nói chung là con gái đi đâu cứ bôi một chút những cái sản phẩm như kiểu nước hoa khô nhè thì nó không phải là một cái mùi nó quá là đậm, nó rất là nhẹ nhàng, bay bổng, nó ngọt ngào và cơ thể kiểu toát được một cái mùi hương ấy. Son môi thì Trang đang sử dụng đó là son lụa, có giá 180k, cũng của nhà cỏ mềm. Em này rất là mềm và mịn môi. Thì thật ra nó không có chất bảo quản, không có hương liệu mà. Hạn sử dụng thì chỉ có 1 năm thôi. Và em này thì vô cùng là nhẹ, cũng an toàn cho cả bà bầu và da nhạy cảm như của Trang đấy. Nhưng mà son này thật ra nó không giữ được lâu đâu. Trong cái thời gian này chúng ta còn phải đeo khẩu trang nữa, nên là mọi người sẽ phải make up này, rồi che khuyết điểm ở môi, sau đó thì sẽ đánh mấy lớp lên thì nó sẽ được lâu trôi hơn nhá. Em này có giá là 180.000 mọi người ạ. Và nó có tất cả là 8 màu cơ. Màu này là màu số 1, là màu đỏ rượu. Và cuối cùng thì đây, đố mọi người biết đây là sản phẩm gì? Một cái xà phòng thơm đúng không? Rất giống kiểu ngày xưa mà bố mẹ mình thấy ông bà mình hay dùng ấy. Thế nhưng mà đây là một cái xà bông tẩy da chết mọi người nhá. Xà bông này là xà bông thiên nhiên cam gừng. Thì cái này ấy, thì dùng để tắm này hay là rửa mặt rửa tay, và nó không độc hại gì đến sức khỏe đâu. Cái này thì Trang hay dùng để tẩy da chết cho vùng hai bên khỉu tay này, khỉu chân ấy. Cái vùng da mà nó hay bị tối màu thì Trang sẽ hay dùng. Bên cạnh đó nó sẽ có một cái túi để tạo bột đi kèm. Và nó có giá là 130k mọi người nhá. Cái mùi này nó còn có những cái mùi như trà xanh này, hương nhu, quế chi và oải hương, rất là dễ chịu luôn. Link mua sản phẩm thì Trang sẽ để ở phần mô tả, và hy vọng video này sẽ hữu ích cho những cái cô nàng có làn da nhạy cảm giống như Trang. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người các video sau.